trong trong tâm, nhưng mà thà mình chấp nhận nó thì nó sẽ nó đỡ hơn, đúng không chị Liễu? Dạ. Dạ chị Liễu đừng có suy nghĩ về gì bọn em nha. Dạ. Nhớ. Dạ. Cô hãy khởi lòng từ bi, yêu thương cả pháp vạn vật chúng sanh. Dạ. Cô có lòng từ bi, ắt cô sẽ biết khi sa ba lý chân ta. Cô sẽ trả nghiệp bởi sát sanh hai mạng đó. Cô hãy quán tưởng đến ngày bốn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đi. Dạ. Hãy niệm Phật thành tâm, cô nhất định sẽ không tái sanh kiếp nẻo bởi sát thân người phàm. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thì ngày hôm nay em đến thì em không có gì nhiều, em xin gửi 1 triệu đồng để mà gửi cho chị có thể mua sữa, mua đồ để mà mình chống chọi qua cái cơn đau khổ đó nha chị Liễu nha. Dạ. Dạ. Thì nếu mà được quý Mạnh Thường Quân thương yêu, lúc đó tụi em sẽ nhờ anh cư sĩ Quốc Đạo sẽ qua trợ duyên cho chị hen. Dạ. Tốt quá quen không? Dạ, con cảm ơn cô trên. Dạ, cảm ơn cô. Cô đã có Phật tính ở trong tâm cô đúng. Dạ. Cô trả nghiệp hết kiếp đây, cô sẽ không tái sanh kiếp nếu các pháp ta bà ha. Dạ. Cô hãy niệm Phật thành tâm. Dạ. Nếu không cô sẽ khổ ai đó. Dạ. Em cảm ơn trường. Em cảm ơn ba anh. Dạ. Thật sự cô nhìn nó không cầm lòng được. Thấy cổ quả thành của nó cũng mệt, cổ rất là mệt. Nó mệt lắm chứ. Khổ trời khổ biết. Mấy ngày có ăn được không cưng? Dạ không. Ngày không ăn được. Ba muỗng cháo. Dạ. Cháo với đường hả? Dạ. Vậy là mấy ngày mới chưa ăn em mà. Có ngày nào cũng ăn. Không, ý hỏi là mấy ngày nó bớt ăn mấy ngày rồi. À. Bữa nay đâu 3 ngày gì vậy. Còn mấy bữa trước ăn cơm được lắm. Dạ. Dạ em không có ăn thịt cá. Dạ. Thôi mình gán niệm Phật hén chị hen. Dạ. Dù như thế nào mình trong tâm mình vẫn có Phật chị hen. Dạ. Dạ để cho mình có thể vượt qua được cái đoạn này hén chị. Dạ. Dạ. Thì em nói thật sự là nhiều khi nói em không dám mong cái gì hết, mong chị là bớt đau khổ trong cái thân xác thôi. Dạ. Để mà sau này mình có thể vượt qua được cái kiếp này, cái con người của mình sao mà bệnh tật mình đau ốm đủ thứ hết, từ dạ. tay chân rồi tới hình mình mẩy quá chừng luôn, thật sự quá khổ luôn. Em mặc đồ đó được em chưa? Dạ. Dạ. Lắm. Dạ. Giờ chị mong muốn cho hai đứa con của chị như thế nào, chị có thể nói ra đi rồi để cho quý Mạnh Thường Quân, quý khán giả biết được nè. Dạ em mong muốn là con em nó ngoan ngoãn với ngoại nó. Dạ. Học hành tài. Rồi em đi là ngoan nguyện rồi. Trời ơi. Nó ngoan rồi. Tôi cũng có hứa với nó là khi mà nó qua đi, nó ra đi đó, thì tôi cũng đu theo để giúp đỡ cho gia đình của nó nữa đó. Dạ. Yeah. Tôi cũng có hứa vậy đó, thì ít nhiều nói chung là tôi không có cho gia đình nó đói. Dạ. Yeah. Để cho giúp đỡ ít nhiều vậy đó. Dạ. Yeah. Rồi có thể là lo luôn cái chuyện chôn cất nó đàng hoàng, tôi cũng có hứa với nó rồi đó. Dạ. Bởi vì tôi muốn nó gắn niệm Phật đi, mà có đi thì thanh thản mà đi. Dạ. Yeah. Tại trước sau ai cũng phải đi thôi. Dạ. Yeah. Sinh lão bệnh tử mà, trong cái kiếp ta bà đây mà sinh lão bệnh tử rồi phải trải qua hết. Quá hành nó, hành quá chịu không nổi thân xác, đau khổ cho thân xác thôi. Trời nắng này là hành nó luôn, hành luôn lúc ban đêm. Ban đêm chắc lạnh lắm hả chị Liễu ha? Dạ. Yeah. Dạ. Đêm thì lạnh, ban ngày thì nó nóng chịu không nổi. Ban đêm lạnh là nó nhức xương khớp, nhức trong thân, yeah. Mình mẩy mình nhiều ha. Đồ là không được á. Dạ. Em thì em không biết sao, chỉ cầu mong cho quý Mạnh Thường Quân thấy hoàn cảnh của chị để giúp đỡ cho con chị và chị trong cái tương lai sắp tới, để cho các bé đi học thành tài nên người. Và tại vì ba hai bé giờ đã mồ côi cha rồi, mà giờ mẹ thì yếu như vậy nữa, thật sự nhìn tương lai tội cho mấy đứa bé ghê gớm luôn á.
Dạ vậy thôi chị nằm nghỉ nha. Dạ, em dạ. Ra em hỏi chuyện bác một xíu hen, cho quý khán giả biết thêm về mình hen. Dạ. Dạ chị nằm nghỉ ngơi hen chị hen. Dạ. Dạ dạ rồi Nam Mô A Di Đà Phật cầu cho chị bớt đau khổ nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn Phật. Cảm ơn chị chị không nhớ cảm ơn chị Quen không nhớ. Bệnh như là mình lại cái nó kêu lo cho khách lo cái gì, khách cứ đâu như đâu mà lo. Cô bập bập máy lên đi cho chị mát đi con, rồi con ra con trò chuyện với con xíu nha. Tôi ra trước cho mọi con chút. Dạ, mẹ chị ơi, tôi nằm đây tôi gán chút nghe liệu để cho hỏi bà một chút nghe liệu. Mới đi cầm chia xong về đây như thăm bệnh, hoàn cảnh bệnh quá trời tội luôn.